trong những ngày cuối tuần thì chắc hẳn mọi người cũng đã nhìn sơ lược về tình hình chứng khoán thế giới rồi. Đặc biệt là bên Ozone tăng điểm rất mạnh, 574,84 điểm kèm cây vôn rất to. Thì ở đây có rất nhiều tư nhắn tin hỏi mình rằng liệu bây giờ đang cầm tiền có sợ bỏ lỡ cơ hội đầu tư không em? Thì quan điểm đầu tư của mình là đầu tư cả đời, không phải đầu tư một hai ngày mà chúng ta sợ bỏ lỡ cơ hội đầu tư. Và trong thị trường chứng khoán này, cái tính thời điểm nó là cái quan trọng nhất chứ không phải là về cái mức giá cả của cổ phiếu tại vì mọi người biết rằng ấy khi chúng ta nó đi ngang đủ lâu và có phim bùng nổ xác nhận chúng ta nó bước vào một cái xu thế tăng mới thì mọi người tha hồ tìm kiếm cơ hội tư tại vì nó tăng từ 3 đến 6 tháng và trong một cái xuống tăng đó mọi người mua 10 mã đã tháng 8 mã rồi tại vì 80% cổ phiếu nó đều đi theo đường chung còn khi chúng ta đi ngang thì xác sức thắng ta là 50 50 còn khi chúng ta đi xuống thì xác sức thắng ta là 20 80 là chúng ta mua 10 mã chúng ta đã thua 8 mã rồi nên khi nào xác sức thắng ta cao chúng ta nhảy vào còn xác sức thắng ta hòa hoặc là thấp nếu chúng ta nên đứng ngoài mình ví dụ cụ thể khi chúng ta nó đi ngang thời gian này dòng tiền bùng nổ nó lên xác nhận vào đã tăng thì tăng từ 3 đến 6 tháng này ở đây này nó đi ngang thời gian dòng tiền nó lên và xác nhận là tăng nó tăng từ 3 đến 6 tháng tha hồ tiền kiếm cơ hội đầu tư ở đây này nó đi lên nó gặp lại cản này nó hấp thụ lượng cung ấy do tư kẹp hàng bán ra này đầu tư đang có lại bán ra này dòng tiền bùng nổ đi lên này thì nó tăng từ 3 đến 6 tháng thì tha hồ chúng ta tiền kiếm cơ hội đầu tư nhưng lỡ nếu thì chúng ta nó đi ngang thời gian nhưng nó không có sự xác nhận tiền lên mà bắt đầu đi xuống sao thì cái rủi ro chúng ta nó sẽ rất cao đúng vậy. À? ở đây nó đi ngang nó đi xuống thì sao? và ở đây nó đi ngang nó đi xuống thì sao đúng chưa ạ? À? nên chúng ta phải chờ đợi gì ạ? chờ đợi chúng ta có sự xác nhận rõ ràng và có dòng tiền vào để chúng ta đầu tư. chứ không phải là chúng ta cứ thấy đâu tăng tăng chúng ta nhảy vào chúng ta phô môn chúng ta mua đuổi chúng ta sẽ mang những rủi ro rất cao khi nó chưa có sự xác nhận dòng tiền. tại vì trong thị trường này nó sẽ có những cái biến cố nó xảy ra và và chúng ta sẽ không thể nào lường trước được nên chúng ta phải hành động theo thị trường. chúng ta sẽ không cầm đèn chạy trước ô tô và đối với mình ấy là đau do đấy nó tăng điểm thì nó sẽ tích cực đến cái tâm lý nhà đầu tư nhân thôi nhưng mà cái biên độ hiện tại mình đánh giá rằng ấy cái xác suất nó đi, đi xuống nó nhiều hơn so với sắc sức đi lên thì tại vì mọi người thấy ở đây ấy, nó đang mang những trạng thái phân phối tại vì sao nó phân phối tại vì nó xuất hiện cái bon tăng nhưng giá của người tăng ở đây bạn thấy đây một phiên phối này và ở đây là hai phiên này đây là ba phiên và đây là bốn viên và mọi người thấy dao động lỏng lẻo không dao động tương đối lỏng lẻo và thường những cái nền nó dao động lỏng lẻo thì sao ạ à? thì nó sẽ rất khó để đi lên bền Mọi người cứ tưởng tượng đi một cái lò xo nó siết càng chặt thì sao? Nó tăng mới mạnh mẽ được. Còn một cái lò xo nó siết không chặt sao ạ? Nó bung lên nó sẽ yếu và sau đó sẽ quay trở lại mức ban đầu. Giống như ở đây bạn thấy đi, lỏng lẻo sao ạ? Nó sẽ đi xuống. Hay đây bạn thấy đi, nó siết chặt sao nó sẽ đi lên. Còn ở đây bạn thấy lỏng lẻo sao nó sẽ có những cái trạng thái đi xuống nhiều hơn. Và ở đây nó siết chặt sao nó mới bắt đầu đi lên được. Ở bên này này mới gọi biên siết chặt. Còn ở đây bạn thấy nó lỏng lẻo sao thì nó vẫn có thể đi xuống nên mọi người phải quản trị rủi ro chứ không phải là chúng ta cứ cố gắng ta kiếm lợi nhận khi mà chúng ta nó chưa xuất hiện một cái tín hiệu gọi là an toàn để chúng ta vào ở trong thị trường này nhà đầu tư giỏi người ta tập trung vào quản trị rủi ro và họ sẽ không bao giờ lo lắng về lợi nhuận giống như một trận đấu bóng đá mọi người mà thủ mà không bị thua bàn thua nào thì chắc chắn mọi người tự hòa đến thắng thôi nên thị trường chứng khoán này nó cũng phải như vậy nên khi nào có sự xác nhận chúng ta hãy nhảy vào thì chúng ta nó chưa xác nhận mọi người thấy là nó rơi thì sao đúng giờ chúng ta phải đặt ra câu hỏi như thế và trong này bạn thấy thêm một cái dấu hiệu nữa thì chúng ta hở gáp liên tục này nó hở gáp này ở đây cũng hở gáp nó chưa hài lắp này và vùng 1200 bao nhiêu 40 nó vẫn hở gáp này và ở đây nó vẫn hở gáp này và ở đây nó tặng 4 5 cái gáp và những gáp nó sinh ra nó sẽ có xu hướng nó quay về đi trong tương lai quan trọng các bạn kiên nhẫn chờ đợi nó quay lại đi gáp hay không ở đây bạn thấy nó hở gáp nhiều không nó hở gáp này và sau đó bạn thấy nó tăng nó khoảng một hai tháng cũng phải quay về lắp rồi ở đây nó hở gáp này nó neo trên đó khoảng một hai tuần nó cũng phải quay về lắp hoặc đây bạn thấy nó hở gáp to hở gấp to này nó tăng khoảng 1 2 3 tháng gì đó cũng quay về lắp hoạt động này bạn thấy đi nó hở gáp thì sao nó sẽ quay về lắp gáp quan trọng các bạn có chờ đợi ở nó quay về nó rì tích gáp hay không và đoạn này thì chúng ta cũng hở gáp rất nhiều và bạn thấy đoạn này một trong những cái đặc điểm của tín hiệu phân phối là gì nữa là cái dòng cổ phiếu penny và những cổ phiếu phòng thủ nó chạy còn thực chất những dòng thị trường nó không hề chạy các bạn thấy những cái cổ phiếu penny nó chạy mạnh không như IDC này nó chạy rất mạnh này tại vì sao những cổ phiếu EDC nó chạy tại vì những cái cổ phiếu bên của dòng nó chạy mọi người thấy dòng bất động sản nó ngon mọi người mới múc vô thì tổ chức họ mới phối ra được những cái mã cổ phiếu trong cùng một dòng của nó hay bạn thấy con OIL này bên của dòng nó chạy này hay các bạn thấy những cái mã cổ phiếu của dòng gì nữa à? của dòng đầu tư công như là IG nó chạy và thêm một cái tín hiệu của cái của cái trạng thái gọi là đỉnh hay là phân phối thị trường nữa là gì ạ à? tin tức tốt ra rất nhiều mọi người để ý đi đoạn này ra rất nhiều tin tức tốt và cái cái tâm lý của nhà đầu tư rất hương phấn và hương phấn nó thể hiện qua vol với giá này nhà tư hương phấn giao dịch nhiều vol nó mới tăng chứ nhà tư mà mình cứ chán nản và sợ hãi lo lắng thì vol của nó luôn một bé như này siết chặt vol bé như này này cứ mọi người thấy đáy thì vol nó bé biên độ giao dịch hẹp còn mà đỉnh sao ạ à? luôn luôn vol gì ạ à? vol to đồng như này này nó là như vậy nên vì sao đoạn này mình nói thẳng luôn là mình đứng ngoài mình chưa tham gia khi mà chưa có sự siết chặt lại ở đây nó không có sự siết chặt lại nó không có sự đi ngang thêm và không có yếu tố vol cạn lại và không dùng tiền đi vào thì mình nói thẳng mình sẽ đứng ngoài còn khi nào ở đây nó siết chặt lại được đi mà vòng của nó hẹp lại dòng tiền đi vào thì mình chấp nhận mình đu trên cao. Tại vì đó là phương pháp đầu tư của mình. Chứ các bạn kêu ở đây mình vào tham gia thì làm sao mình tham gia khi mà nó chưa đầy đủ cái điều kiện mình tham gia. Và chắc mình thấy ở đây nó xấu và có khả năng ấy, ví dụ như ở đây cái phiên thứ hai nó sẽ bắt đầu nó nhảy cái gấp up lên vùng khoảng 1270 1271 gì đó. đã bắt đầu nó quay rồi nó giảm trở lại. Và có thể là nó quay rồi nó giảm để quay lại retest hết cái này luôn. Và mình thấy hiện tại nó đi ngang để đi xuống chứ mình chưa thấy nó có đủ điều kiện đi ngang để đi lên nên vì sao mình khuyến nghị bạn là ờ uh, bây giờ phải quản trị rủi ro là như vậy ai cũng cho bạn một cái bức tranh lợi nhuận là siêu cổ này siêu cổ kia nhưng chẳng có ai nói bạn về quản trị rủi ro đâu nhưng mà khi mà các bạn trải qua rất nhiều chu kỳ đau trên quay trường thì bạn mới cái mới biết được cái việc quản trị rủi ro quan trọng như thế nào Vì dụ đoạn này các bạn thấy các bạn không quản trị rủi ro một cái thôi các bạn thấy nó vã một phát đi 30 40 trăm tài khoản hay ở đây bạn thấy đi khi chúng ta bắt đầu đi ngang mà chưa sửa xác nhận tiền các bạn vào các bạn múc trước đi bạn thấy nó rơi như này không xử lý kịp tài khoản bắt đầu hy vọng chờ đợi nó hồi lên để xử lý rồi bắt đầu nó rơi thêm một nhịp nữa nó bắt đầu nó hồi lên không chịu xử lý nó rơi thêm nhịp nữa thì các bạn thấy đi giống như con đít ấy kẹp từ giá 100 ấy nó bây giờ nó còn 20 thì các bạn biết bao lâu mới về bờ rõ ràng là như vậy, nên vì sao ấy, là mình luôn luôn tuân thủ những cái tín hiệu mua bán của mình, chứ mình chả có nghe một cái tin tức nào hay mình chả nghe một cái thị trường nào để mình đánh giá thị trường, mình chỉ đánh giá thị trường trên những góc nhận nhìn nhận về cái quan điểm cá nhân về những cái tín hiệu cung cầu, chứ mình chả nhìn nhận về cái mặt tin tức, cũng chả nhìn nhận về cái thị trường này thì kia, mình chỉ nhìn thẳng vào vừa đến đấy thôi. Hiện tại nó kêu mình là à, nên đứng ngoài thì đứng ngoài, khi nào nó có dòng tiền xác nhận vào đánh lên, lúc đó mình sẽ nhảy vào nó chỉ đơn giản như vậy thôi còn bây giờ thị trường của mình thì mình vẫn đánh giá rằng nó đâu có ổn để chúng ta tham gia còn bây giờ nhìn về mặt cổ phiếu thì mình sẽ phân tích về mặt cổ phiếu cho bạn ví dụ như các bạn nhìn qua các đạo cổ phiếu dùng bất động sản các bạn nhìn qua ông bcg đi có điểm mua chưa điểm mua cổ phiếu như thế nào nó là điểm mua chuẩn ví dụ như ở đây là điểm mua chuẩn phải không rõ ràng nó không phải điểm mua chuẩn điểm mua chuẩn của nó là phải đi lên từ nền tảng số 2 nền tảng số 2 được gọi là nền kiến tạo để xác nhận một cái nhịp chỉnh bước thành một cái nhịp gì ạ à? một cái nhịp gọi là cái nhịp tăng còn nếu mà cái nền tảng số 2 không thành công thì nó bước và một cái nhịp gì ạ à? một cái nhịp đau mình ví dụ ở đây khi á nó là một nhịp gì ạ à? nó là một nhịp gọi là nhịp tăng thì sao ạ à? ở đây nhịp chỉnh thì sao ạ à? nếu mà nó xác nhận nhịp chỉnh thì ở đây nó phải có dòng tiền nó lên nhưng mà nó không chỉnh sợ mà nó không tăng ạ, thì nó sẽ bước vào nhịp đau nó là như vậy các bạn cứ hiểu đi ví dụ ở đây nó chỉnh ví dụ khi nó chỉnh ví dụ như ở đâu ạ à? ví dụ như ở đây đi ví dụ ở đây nó chỉnh này nhưng mà khi bắt đầu nó chỉnh mà bắt đầu từ nền tảng số 2 đi lên mà nó không không tăng được sau thì nó sẽ bước vào nhịp đau luôn còn nếu ấy, nó chỉnh xong ấy, mà nền kiến tạo số 2 đi lên được ví dụ ở đây nó chỉnh xong và bắt đầu từ nền kiến tạo số 1 số 2 rồi đó đây là nền 1 này đây và nền số 2 đi lên này thì nó bước vào nhịp gì nó bước vào nhịp tăng nó là như vậy nên bạn phải chờ đợi ở đây này ví dụ như ở đây là spring nó xác nhận đây là suffering. thì cái công bcg này nó phải tích lũy và sẽ quay ở đây ít nhất khoảng từ 3 đến 6 viên và sau đó có dùng tiền vào đánh lên lúc đó mới là điểm tham gia còn nếu mà chưa xuất hiện đến điều đó thì bạn cứ đứng ngoài cho mình tại vì chúng ta mua là chúng ta dựa vào phương pháp chứ không phải là chúng ta mua dựa vào cảm tính hay chúng ta mua đại do cái đầu zone hay là chúng ta mua do tin tức nào đó chúng ta phải có phương pháp chúng ta đầu tư các bạn thấy những ông huyền thoại đầu tư ông trở thành huyền thoại là ông do có những cái phương pháp tốt và ông tìm ra được những cái siêu cổ phiếu chứ không phải là ông ông, ông thành huyền thoại là do ông mua đại cổ phiếu và ông thành huyền thoại là do ông mua theo cái cái cảm tính của ông đúng giờ nên bạn phải hình thành cho bạn một cái phương pháp đầu tư sao cho đúng còn đó mà nếu công bcg ở đây tích lũy thời gian dòng tiền vào nổi lên mình sẽ vào còn không thôi làm gì có tín hiệu đâu để mình vào, mình chẳng có phương pháp nào mình gọi là bắt đáy của cổ phiếu cả, mình chỉ đánh dựa vào trên và khi thì chúng ta ví dụ như một cổ phiếu đi từ nền tảng số 2 đi lên đó phải tăng một hai ngàn tăng từ ba sáu tháng này, tha hồ các bạn cầm nắm đến đây này và cái, cái biên độ nó đủ để bạn đầu tư. Còn ở đây ví dụ như nó lên đây nó tèo lại sao thì các bạn rõ ràng các bạn mang những trạng thái rủi ro chứ ai rủi ro nên mình hướng dẫn cho bạn ấy cái phương pháp những cái cách để chúng ta đánh cho nó đúng rồi tiếp tục con sale này các bạn hỏi mình mua không thì ở đây không lẽ mình kêu bạn mua tại vì ở đây làm những sự kiện tính thì mua làm sao mình khuyến nghị bạn mua được ở đây trên của nó vẫn là trên là gì trên là giảm rõ ràng trên giảm mà ở đây nó sai quay chắc gì để lên giống như ở đây các bạn thấy đi đây là trên là giảm nó này rồi bắt đầu này nó hồi lên những này này nó nó sai quay kênh dưới như thế này này không lẽ mình kêu các bạn mua ở đây mua ở đây cho bạn kẹp hàng đây à đương nhiên phải tưởng nền chẳng kiến tạo số 2 này này nó có dòng tiền vào đánh lên ở lúc đó mình sướng dẫn bạn mua còn rõ ràng đây nó chưa có một cái dòng tiền gì vào cả thì làm sao dẫn bạn mua được khi nào dòng tiền vào trên đây này rồi tích lũy trên đây này rồi bắt đầu bùng nổ đánh lên các bạn giờ các bạn muốn full cho mình còn bây giờ nó không có tín hiệu đó sao thì đứng ngoài đầu tư chúng ta phải lên cái phương pháp đầu tư sao cho nó hợp lý chứ không phải là chúng ta cứ mua mua bán bán lấy đầu dân tăng vô mức này đi vài bữa bắt đầu nó gãy cái nền thì sao thì kẹp hạn đây chứ sao nên rõ ràng phải cho có những cái dòng tiền vào đây dòng tiền của chức vào chưa chứa vào tiếp tục đi g này mua được không các bạn xem xem làm những tín hiệu mua đâu trên live vẫn trên là giảm này nhiều ông nói supporting nhưng supporting nó phải có sự xác nhận các bạn đừng có cố gắng cầm để trước ô tô mình ví dụ ở đây có nhiều ông nói là supporting ở đây này tại vì bạn học supporting các bạn phải hiểu rõ supporting ví dụ ở đây nó có những trạng thái sprint gì đúng không chứ ạ à? ở đây là sprint thì bạn thấy rõ ràng rằng nó phải có dòng tiền nó xác nhận đi lên nhưng rõ ràng ở đây không dòng tiền sao nó vẫn có thể đi xuống khi có dòng tiền xác nhận đi lên nó mới xác nhận nó là sprint ví dụ như bạn thấy ở đâu là sprint đây là sprint này thì có dòng tiền vào xác nhận đi lên này sau đó test lại anh công này đây này mới là điểm mua chính này điểm mua test ở sau điểm sprint mới là điểm mua đúng tại vì ở đây là sprint nó sẽ có nhiều loại ví dụ sprint mà loại ba nó không sprint đúng rồi sprint loại ba nó đánh không thống cái điểm gì ạ à? không có thể thủng gọi cái điểm gì SC thì đó là cái điểm mua liền còn nếu mà đánh thủng SC thì bạn phải mua điểm test sau cái điểm spring đó còn spring là một đánh thủng về SC vân tôi chúng ta đứng ngoài luôn nó sẽ có nhiều loại spring và bạn phải hiểu spring đúng ấy là spring ấy nó phải có sự xác nhận ví dụ ở đây nó spring phải có sự xác nhận dòng tiền nó lên và sau đó về nó cân bằng trên đây này mới là cái điểm mua chính còn ở đây rõ ràng là vẫn trên la giảm mình ví dụ cho bạn dễ hình dung giống như con VCI ấy. đây cái đoạn này này bắt đầu nó mở biên nó giảm này nó giảm ghê ông giảm rất là kinh bắt đầu nó hồi lên như thế này này các bạn tưởng chừng là nó vào pha tăng này nhưng mà cái từ cái nền kiến tạo số 2 nó này rồi dòng tiền nó không vào nó nện trong cái ba bốn cây mà giảm nó khoảng 10 15 trăm và bạn không sửa cái kịp bắt đầu chờ đợi chờ những cái này nó hồi lên hy vọng mà ở đây cầm hàng hy vọng mà mình đâu chịu mình cắt lỗ đâu hồi lên tí để mình bán và không hồi lên nó đi thêm một khúc nữa các bạn thấy dễ dàng đi luôn cái tài khoản nên vì sao phải từ cái nền kiến tạo số 2 này dòng tiền vào đánh lên lúc đó các bạn hãy mua cho mình thì con DG này nó chưa xuất hiện tín hiệu đó thì sao thì các bạn phải chờ đợi thêm chứ các bạn lao vào đây làm gì rồi tiếp tục DG tương tự này cái thế tương tự DG thôi dòng tiền vào các bạn phía trên các bạn hãy tham gia giống như ở đây đi rõ ràng rằng đây nó đang ở trong nhịp trên xu thế giảm này hai đáy hướng lên mà chưa có dòng tiền vào xác nhận bạn vào mua cái đi ăn mấy cái sàn này ba bốn cái sàn này rồi thấy bắt đầu nãy hồi lên này chờ kỳ vọng hồi này và nó không hồi sau bắt đầu thấy nó rơi thêm nữa thì bạn thấy kẹp hàng trên đây luôn và bạn sẽ rất khó để bán tại vì khoản lỗ nhỏ các bạn bán không được thì làm sao khoảng lỗ lớn bạn bán được nên vì sao thế mới có những người thua lỗ nặng nề trên thị trường khoán là do gì là mua sau những cái gì ạ sau những cái nhịp gọi là gọi là cái nhịp đạt đỉnh của thị trường và mua những nhịp bull trap của cổ phiếu và nhà đầu tư thiệt hại sau đỉnh là nhiều nhất chứ không phải thiệt hại ngay đỉnh tại vì thiệt hại ngay đỉnh là nhà đầu tư mua đây người ta thấy những nhịp hồi này người ta bán được nhà đầu tư mà mua ngay cái nhịp hồi của sau đỉnh thôi bắt đầu mở viên rơi cái này này nó rơi vài cây đâu khoảng mười mấy trăm sau bán là nó bắt đầu hồi lên lại kỳ vọng này Rồi nó rơi thêm cây hồi lên lại kỳ vọng nó bắt đầu nó rơi như thế bắt đầu kẹp về tới đây lỗ 30 40 trăm làm sao bán nó bắt đầu đạp về đây mới bắt đầu xuất hiện lỗ 50 70 trăm mình đầu tư qua nhiều chu kỳ mình thấy tâm lý nó sẽ là y chang như vậy thôi nên vì sao đoạn này này có ai kiểu bạn mua đến đến không thì thực chất đâu có ai hướng dẫn bạn mua đến G ở điểm này được hoặc là mình làm sao hướng dẫn bạn mua đến điểm này được còn những đầu tư mà mua theo đến giờ điểm này thì cũng chả biết mua theo điểm gì mua theo theo kiểu như cảm tính thôi hoặc mua theo cái cách bắt đáy thôi mình mình nói với các bạn này trên thị trường chứng khoán này không có ông quyền thoại nào bắt đáy cả người ta giàu lên từ siêu cỏ người ta đánh những cái cổ phiếu trên lại tăng chứ có chả có ai đánh cho bạn cho, hướng dẫn cho bạn đánh trên xu giảm đâu còn ai mà hướng dẫn cho bạn đánh trên xu giảm bắt đáy địch g này thì chung các bạn phải coi là kiến thức của những cái người mà hướng dẫn bạn đánh địch g mà trong xuống giảm như thế này HDC này ở đây kêu mình mua mình mua không thực chất ở đây này làm gì có tín hiệu mua ở đây nó cân bằng sai quay đi nó kẹp lại đi mà biên của nó nó phải chặt lại tí thì mình mới vào mình múc còn đây bạn thấy biên lỏng không lỏng này trần này nó bắt đầu này tham chiếu này sàn này nó đến trần sàn liên tục như thế bạn thấy này trần này sàn này giao dịch biên lỏng lẻo như thế này thì cái thế có lên dễ không rất khó rõ ràng đây này trần này đây sàn này bắt đầu sai quay xe quay nó đi xuống mà khi nào bạn thấy siết chặt như thế này đi nó giao dịch biên độ hai ba trăm nó rủ bỏ vài trăm như này này dòng tiền xác nhận là điểm mua chính nó chỉ có công thức như thế thôi các bạn cứ hình thành công thức để bạn đầu tư chứ không phải là bạn cứ mua bán theo những cái, cái lời người khác nói mà không biết vì sao mình mua vì vì sao mình bán còn mình mua mình bán mình phải dựa vào nguyên tắc nền tảng kiến tạo số 2 siết chặt bùng nổ lên mình giờ mình múc full còn không có tín hiệu đó thì sao thì thôi đứng ngoài tội gì chúng ta phải nhảy vào khi mà chúng ta thấy rằng cái sự chắc chắn ta không có đầu tư chúng ta phải có sự chắc chắn cao và đầu tư chúng ta phải tự tin mà không tự tin là sẽ không tham gia còn ở hiện tại mình thấy thị trường chúng ta chưa ổn để tự, để mình tự tin để mình tham gia thì mình đứng ngoài đó còn các bạn thấy tốt thì bạn cứ múc các bạn thấy ổn thì bạn cứ vào rồi các bạn phải quản trị rủi ro thì mình chắc các bạn các bạn phải quản trị rủi ro lúc thì chúng ta mở biên ấy chúng ta phải xử lý ngay chứ không phải chúng ta cứ cố gắng chúng ta nắm rồi chờ đợi hồi thì sẽ đi luôn cái tài khoản mình chỉ nhắc cho bạn nhiêu đó thôi còn các bạn nào thấy mà ở thị trường ổn thì các bạn cứ vào nó chỉ đơn giản vậy thôi rồi tiếp tục như HDG đi HDG ở đây bạn thấy nền tảng to đùng này von to đùng này biên cũng lỏng lẻo này cứ đánh hai ba năm bảy trăm gì đó biên như thế này làm sao mình vào được nhìn chung đây ví dụ như đây là spring đây thì trên đây nó sai mình sẽ vào còn không thôi đây là nền kiến tạo số 2 nó này rõ ràng đây là nền kiến tạo số 2 nhưng nền kiến tạo số 2 ở đây bùng nổ hướng lên đi mới điểm vào còn là ở đây lỡ nó quay đầu xuống thì sao giống như đoạn này này nó nó có đại con to này cái nền kiến tạo số 2 này vân to đồng này đó nhảy vô múc cái đi rồi bắt đầu kẹp hàng ở đây luôn ăn hai ba cái sàn này bán kẹp này bắt đầu sai quay này không chịu bán này nó rơi thêm hai ba cái sàn cắt cái ngay đáy luôn nên vì sao bạn mua bạn phải chờ đợi kiến tạo số 2 này, dòng tiền nổ lên bạn vô bạn múc cho mình còn rõ ràng con to mà cái ngay đỉnh mà nó không dùng tiền vào thì điểm đó mà múc tiền dạo thì chỗ chỗ nào mà bạn múc được cái điểm này ai hướng phấn múc điểm này chứ mình thực chất mình sẽ không hưng phấn mình sẽ phải tỉnh táo mình phải gì à? mình phải đặt cái gì ạ à? đặt về cái phương pháp lên hàng đầu chứ mình chả đặt cái cảm xúc mình lên hàng đầu còn ai muốn múc thì các bạn cứ múc còn mình thấy không mua được thì mình đứng ngoài tiếp tục con gì ở đây tiếp tục bdr này đây này trên lai giảm này đây ai hướng dẫn bạn múc thì các bạn cứ vào múc thử đi rồi xem hàng về khoảng là tầm 5 7 ngày đó xem có cắt lỗi hay không còn đó mình ví dụ như ở đây nó dòng tiền đánh lên đi nó tích lũy đó trên đây mình mới vào mình mua còn trên đây người ta còn kẹp hàng đầy đây này đó sẽ rất khó để tăng nó phải cần một cái vùng hấp thụ và cái điểm mua của ông phụ thị chứng khoán ấy mắc đi Vân ấy ổng mua từ từ những cái vùng gì những cái điểm gọi là cái điểm gọi là pivot và cái điểm mua của ổng là ngay những vùng kháng cự yếu nhất và ở đây đâu phải kháng cự yếu nhất đâu kháng cự yếu nhất của nó là trên đây này thì ở đây nó rủ hết hàng thì lên đây này nó còn một xíu kháng cự thì phải tích lũy thời gian mới vào là tăng còn nếu ở đây nó là tái phân phối thì sẽ cân nó phải vẫn có thể đi xuống và đến hở gáp liên tục mà làm gì có điểm mua đâu các bạn vào các bạn mua đi thì nó rủi ro đâu phải cơ hội đâu bằng tham gia các bạn cứ cố gắng mua giá rẻ nhưng chẳng biết ở đâu là giá rẻ cổ phiếu các bạn nhìn có HPG mà các bạn học hỏi này giá của nó rẻ không cái giai đoạn phía trước có ai biết giá của nó về đâu khoảng giá 10 không mà trong khi đó lúc trước nó giá 40 nó chia 4 lần rõ ràng bạn thấy đây rẻ này. thì về đây rẻ hơn đây rẻ lại về đây rẻ hơn đây rẻ lại về đây rẻ hơn đây rẻ, nên quan trọng mà phải nhìn cái xu hướng các bạn đánh chứ không phải các bạn dựa vào giá cả các bạn đánh BDR bạn nói giá rẻ biết đâu giá rẻ BDR này các bạn thấy đây giá 66 Đã qua được đâu trên về có giá chính nè. Nó chia mấy lần các bạn biết không? Nên các bạn đừng cố gắng ở định giá của cổ phiếu thông qua giá cả, hãy nhìn vào trend, nhìn vào xu thế mà vô các bạn tham gia. Ví dụ ở đây nó tích lũy xe quay đủ, dòng tiền vào bạn vào bạn múc đi, bạn nắm ba tháng 6 tháng mình đi kiểu gì cũng sẽ ăn 50 70%. Trăm. Lúc đó nó sẽ an toàn để bạn đánh ví dụ như ở đây đi nó rơi xong đi dòng tiền vào bạn mua ở đâu nền tảng số 2 kiến tạo đi lên này bạn thấy từ đây lên tới đây bạn kiếm được bao nhiêu trăm rồi chứ đâu phải là bạn cố gắng bạn đánh trong cái nhịp giảm nó nhịp giảm nữa giảm như thế này thì sao nên lúc nào mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái độ an toàn cực kỳ cao lúc đó nhảy vào còn không thì không đánh cược chứ không phải là nhảy ra nhảy vào nhảy ra nhảy vào đánh tỷ trọng thấp làm gì đánh là phải đánh onin đánh là phải đánh tỷ trọng lớn chứ đánh mà cứ nhảy ra nhảy vào lo lắng mà đánh cứ mệt hơn đi cày ruộng thì các bạn cứ đứng ngoài cho mình chứ các bạn cứ nhảy vào nhảy ra làm gì để cho cái tâm lý mình nó không thoải mái rồi cứ sợ hãi lo lắng thì cũng sẽ không cầm được hàng đâu phải cho một mình một cái sự tự tin nhất định và đánh là phải đánh onin chứ đừng có đánh ít novaland này ở đây các bạn vào mua đây bắt đầu lỗ bắt đầu bán bán đó đầu hồi lên này đây có dòng tiền vào chưa làm gì có dòng tiền vào đâu đây đối với mình cái phương pháp để mình mua là ở đây phải có dòng tiền vào này dòng tiền vào mình cũng sẽ không tham gia ở trên đây nó tích lũy trên đây mình mới tham gia đó nó phải tích lũy được cái nền trên đây mới tham gia được nam long này nhiều bạn nó thấy đẹp đúng chưa ở đây sai quay dòng tiền vào đi dòng tiền vào ở trên đây thì ở uh, từ nền đảng kiến tạo số 2 dòng tiền vào thì có thể cân nhắc được tại vì đây cũng là nền kiến tạo số 2 nhưng mà chắc gì đã đi lên đâu Bạn phải chờ thôi giống như trên đây nó sai quay nền kiến tạo số 2 không được nó quay đoạn giảm này thì nó sẽ rủi ro cho những nhà đầu tư mua trên những cái đỉnh sóng hồi còn ở đây làm gì có tín hiệu để chúng ta tham gia thì chúng ta cứ đứng ngoài còn con ri này này con ri thì, thì đây là cái điểm tham gia chính của nó này từ nền cái tầng số 2 thì đây điểm tham gia chính ai mà mua được điểm này cứ nắm giữ còn mua mới mua mới sao thì đợi nó sẽ quay thêm để chúng ta tham gia còn ở đây đã xác nhận là spring rồi đây là điểm gọi là test thành công rồi này thì chúng ta sẽ cờ cân bằng để chúng ta tìm cái điểm mua tiếp theo với Tại từ con này vẫn có thể đi ngược thị trường và mẫu hình của nó mẫu hình vít a này đây là kênh xuống của nó này đây là vùng gom hàng tổ chức này scrst này đây là spring này thì đây là những điểm xác nhận này đây điểm test là dòng tiền vào này thì đây từ nền cái là số 2 đi lên đó có thể lưu ý đối với ri nhìn chung con này ổn kênh xuống tăng thì có thể lưu ý được còn con vít con vết mời thì điều tiết nó đi ngang đi ngang nó muốn đánh thủng đáy không chả có tín hiệu gì để chúng ta mua cả rồi đi qua dòng gì ở đây dòng cao su đi cao su đi qua con xíu đi qua dòng cao su sau đi chứng khoán nữa đi chứng khoán như agr này nó lên test đỉnh là việc bình thường đây đỉnh trước lên test đỉnh này nó quay đầu nó giảm này ở đây có tín hiệu mua chưa làm gì có tín hiệu mua ở đây nó hở gấp lên liên tục này các ông cứ cố gắng các ông mua trên đây nhưng mà thực chất mình đánh giá rằng cái dòng chứng khoán dòng phân phối không phải dòng tích lũy tại vì mình đánh qua nhiều chu kỳ mình thấy tín hiệu phân phối nó chỉ có vài tín hiệu thôi một là chạy nước rút này hai xuất hiện từ ba năm phiên phân phối này một phiên này đây là hai phiên này đây là ba phiên này đây là bốn phiên, phiên này đây này nó mở biên nó rơi này phục hồi lên test đỉnh là việc bình thường và các bạn thấy phiên phối nó được nghĩa là gì von tăng giá không tăng ở đây ví dụ bạn thấy volume khớp lệnh rất to giá không tăng đâu không? nó lên khớp lệnh khá to này 3,8 triệu tăng mà giảm 2, mấy phần trăm trong khi đó những cái vòng đây này nó 3 triệu đã tăng 3 trăm rồi nhưng tại vì sao lên đây này khớp lệnh hầu như là 4 triệu mà gần như gấp đôi nó phải tăng chứ sau nó giảm như đây phải đặt đâu hỏi như thế và ở đây mình tổ chức mình phân phối như thế nào mình muốn phân phối ra 3 triệu cổ phiếu hôm đó thì chủ yếu là mình hôm nay mình mua vào buổi sáng mình mua 5 triệu nhà từ phô mô hưng phấn đủ giá lên cao mình bắt đầu mình xả xuống đâu khoảng là 8 triệu đó thì mình đã phân phối ra được lượng cổ phiếu đó rồi đó phân phối là nó như thế nên vì sao những cái phân phối nó sẽ to và cổ phiếu xuất hiện này nền số 3 lỏng để đi lên chạy nước rút này ba năm phiên phối này gãy rũ này phục hồi trách đỉnh đó là những tín hiệu đặc định của cổ phiếu chu kỳ nào cũng tương tự như vậy mình sẽ ví dụ thêm này các bạn thấy khi chúng ta này hay cổ phiếu đi lên từ nền số 3 lên này giai đoạn chạy rút xảy ra này xuất hiện những phiên phối này một phiên phối này hai phiên phối này đó đầu đây này ba phiên này đây bốn phiên này bắt đầu gãy rũ này xuất hiện những nhịp này quay lên retest những đường midline này trong bắt đầu quay đầu giảm là việc mình lương còn đối với agr cũng đã đầy đủ tín hiệu đó thì ở đây các bạn tham gia đi làm gì còn đủ biên độ để bạn tham gia đâu đây là cái biên phân phối nó có thể phân phối theo vda có thể phân phối theo hai đỉnh và ba đỉnh và nó có sẽ rất nhiều dạng phân phối quan trọng là đầu này nó phân phối theo kiểu nào thôi và đang quay lại test đỉnh chứ nó có tín hiệu gì để tham gia ví dụ ở đây nó tích lũy và xe quay đi có một dòng tiền vào mạnh mẽ bùng nổ lên thì đó mới là điểm tham gia chính còn rõ ràng ở đây nó chưa xuất hiện tín hiệu đó thì sao ạ thì chưa phải là cái điểm tham gia chính đối với cổ phiếu agr tiếp tục các bạn nhìn những mã phiếu hcm đi ở đây các bạn thấy đi rõ ràng rằng nó hở gáp tăng liên tục rồi ở đây bạn thấy thêm cái phiên giai đoạn chạy rút của nó xảy ra cũng xuất hiện rất nhiều phiên phân phối rồi và ở đây nó cũng tạo ra một hình gì đây có thể một đỉnh đây có thể tạo ra cái đỉnh thứ hai thì nó vẫn có thể quay lại nó retest những gấp này này thì sẽ xác nhận đó là đỉnh số 2 là đây là cái vùng phân phối nên bạn phải hết sức cẩn trọng đối với dòng những khoán HC mà cũng không có điểm mua các bạn thấy lên cái nền kiến tạo số 2 này dòng tiền nó nổ lên có nổ lên được đâu nổ lực không có kết quả này vol tăng to đùng mà giá có tăng đâu thì nó nỗ lực không có kết quả và không có kết quả chứng tỏ đây nếu mà tổ chức họ gom đủ hàng họ đánh lên phải đánh lên luôn làm gì cho bạn mua giá thấp bây giờ cho mua giá thấp lại thì bạn phải đặt ra câu hỏi ờ tại vì sao họ cho bạn mua giá thấp dòng chứng khoán FTS tương tự như vậy này nó đánh lên nó lên nó nổi đâu sai quay sai quay này dài bữa quay lại lắp cái gáp này, này rồi những gáp này cũng sẽ quay về lắp thôi và ở đây bạn thấy đây nó cũng đã có đầy đủ tín hiệu phân phối giai đoạn chạy nút xảy ra này xuất hiện từ ba năm phiên ở trên đây rồi rồi bắt đầu nó mở biên nó rơi phục hồi tết định là việc bình thường và đây khả năng là cái biên phân phối của nó này phân phối bạn lưu ý nó là một cái biên chứ không phải là phân phối một hai ngày các bạn phải biết rằng tổ chức họ gom hàng là ở vùng đáy rất là nhiều và khi họ phân phối họ phải cần một vùng phân phối chứ không phải là họ phân phối một phiên là họ sẽ bán được hết lượng hàng ngay đâu và vùng phân phối các bạn thấy lúc nào vòng cũng to đồng như này nè bạn cứ nhìn đi vùng phân phối lúc nào vòng cũng to hết á vùng vùng phân phối to đồng mà còn vùng đáy sao cái vòng nó bé tẹo như này để tích lũy mà phải cho người tôi chán nản còn phân phối sao phải cho tư hưng phấn nên bạn thấy vòng nó to đồng mà nó tạo ra biên lỏng lẻo như là bạn hiểu là cổ phiếu rất khó để lên gọi là mạnh mẽ ở chu kỳ phía sau và không lên mạnh mẽ thì chúng ta cố gắng ta đầu tư đoạn này làm gì ở đoạn này lãi nhiều lắm khoảng là 20 trăm là nhiều và mình đánh giá cũng không lãi được 20 có khi ở đây nó vẫn có thể đạt đỉnh luôn nên đối với mình thì dòng chứng khoán có nên bán như FTS này HCM này rồi tiếp tục VCI này VCI cũng tạo ra giai đoạn chữ rút này nên số 3 lỏng lẻo đi lên này xuất hiện bao nhiêu phương phối này một phiên này hai phiên này 3 phiên 4 phiên này 5 phiên này 6 phiên này phiên có test 3 này phục hồi lên test đỉnh là việc bình thường giống như kỳ trước không đây mở hai dạng này đây ba đỉnh này nó cũng xuất hiện tín hiệu phân phối này ở đây cũng nền số 3 số 4 gì đó lòng lẽ đi lên này mở biên rơi này phục hồi lại test lại những gì ở mô hình ba việc bình thường ở đây test lại mô hình ba đỉnh là việc bình thường nên, nên chung dòng chứng khoán đó mình thì sẽ chưa ổn nên mình sẽ không tham gia nên chung mình sẽ không tích dòng chứng khoán quá nhiều các bạn có cứ cứ hạ ra hoặc là giống như HSG nó ra rất nhiều tin tức tốt ở cái giai đoạn nào ạ à giai đoạn đỉnh thế này, này nó ra về cái gì ạ à? cái nguồn cung bên trung quốc nó thiếu này rồi ra là những nghìn tỷ của dòng thép này này rồi bắt đầu này nó dao động lộng lẻo từ nền số 3 này chạy nước rút này xuất hiện từ ba ba năm phiên phối này von tăng cũng ở vùng đỉnh này một phiên phối này hai phiên này ba phiên này rồi bắt đầu bạn thấy đi xuất hiện ở đâu nữa à? bốn phiên này năm phiên này up test này bắt đầu sẽ hồi là test gì à? test đỉnh nó là việc bình thường này bắt đầu mở biên rơi này rồi tiếp tục bạn nhìn qua những mã cổ phiếu dòng công nghệ đi. Dòng công nghệ CMG thì nó vẫn tích lũy tốt. Những mã phiếu này bạn thấy có thể, có thể nắm giữ được này thì đừng giảm những mã phiếu này vẫn có thể đi ngược lại tại vì có 20% cổ phiếu sẽ đi ngược lại thị trường nên nắm giữ được. Còn đây điểm mua mới đó mình thì chưa có, tre lại tăng thì nắm giữ. CTR sao? CTR thì khi nào gãy hỗ trợ thì bán, gãy giá khoảng là 124.5 thì bán, còn không nắm giữ. FPT bạn thấy kêu bằng to đùng xảy ra, vô ở đây cân bằng nó chưa lên được thì ở đây khả năng nó sẽ rất khó đi đi lên các bạn thấy cứ mỗi lần kêu kêu von nó nổ von như thế này thì bạn thấy một là cân bằng hai là rủ bỏ thôi chứ nó sẽ khó đi lên lắm bạn thấy cứ fpt nổ von này là kiểu như em sẽ đi ngang một thời gian rất lâu bạn cứ để ý đi chu kỳ con fpt cứ nổ cái von này nó bán cái von to đùng như thế này, này nổ von bạn thấy đi ngang là khoảng một hai năm và cái chu kỳ này bạn thấy thị trường cũng giặt lên giặt xuống cũng rất khó chịu fpt đi ngang chứ nó sẽ khó lên tại vì khi xuất hiện cái von này là mình thấy nó rất khó để lên rồi VGI VGI nó cũng đang trong giai đoạn sideway cũng chưa điểm vào ở đây tích lũy được các bạn có thể nắm giữ này mình chưa thấy tín hiệu phân phối tại vì nó rơi phải hai ba đỉnh nó mới rơi còn bây giờ nắm giữ bình thường dầu khí BR đoạn này cũng khá là mạnh nhìn chung thì nó cũng phải hai đỉnh ba đỉnh mới rơi còn đây có thể nắm giữ dòng tiền cũng đã vào này và bạn nào muốn tham gia chờ nền tảng kiến tạo số 2 này và wow, nó cứ hẹp hẹp dần này xuất hiện thêm một cái tín hiệu điểm pivot vào là điểm tham gia tại vì ở đây cái nền tại kiến tạo số 2 quan sát xem nền thì cũng kiến tạo số 2 thành công hay không dù như đây này nền cả kiến tạo số 2 thành công mới vào còn đây nó không thành công bạn vào bạn lỡ được bạn đu trên đỉnh đây thì sao nên mà phải chờ cái nền kiến tạo số 2 thành công rồi tiếp tục những con BVD đi đây cái nền số 2 bạn thấy này nó đi lên nó không có dòng tiền vào tích cung này bắt đầu nó gãy như này thì sao thì rủi ro cho bạn này đây tạo ra hai đỉnh thì sao nên bạn phải chờ nền kiến tạo số 2 đi lên dòng tiền đánh lên bạn mới vào chứ còn đây nếu mà test hai đánh công lên trên đây là kiểu gì cũng sẽ tích lũy trở lại trên trên đỉnh trên đây này. Thì bạn mua trên đỉnh trên đây là đẹp nhất. BVS cũng tương tự như vậy này, dòng tiền vào đánh lên thì vào, còn bây giờ nó rụ xuống như này này, quay down tín hiệu đi đâu vào. Tiếp tục ngân hàng đi, ngân hàng ACB các bạn vào không? Mới chỉ cổ tức xong này mà nó chỉ cổ tức xong nó sẽ quay đổi giảm, các bạn thấy đi, nó chia xong bắt đầu quay đầu nó giảm liền này. Nó cũng đang tạo ra gì cả. một đỉnh này đây, hai đỉnh này, khả năng sẽ quay về ở dưới đây khá là cao vôn tăng giống tăng bạn thấy khớp lệnh đâu 33 triệu có tăng đâu chứng tỏ nhà tư phô môn mua bán vào lái hạ xả hàng ra này nên nó đâu có tăng nên khi nào bắt đầu có những tín hiệu mà thì vôn tăng giá tăng thì ok mà vôn tăng như thế này, này giá không tăng thì nó phải rủ cân bằng lâu lắm đây bạn thấy vôn tăng giống tăng này nó sẽ cân bằng sẽ quay lâu lắm nên chung đó cổ phiếu này ít nhất là phải quay lại test cái vùng giá khoảng nhiều à ít nhất là vùng giá khoảng là 23 24 gì đó mà những bản phiếu nó giảm thì, thì chúng ta cũng sẽ rất khó đi lên cái thế của nó đâu có thế để đi lên đâu vôn tăng giá có tăng nổi đâu tiếp tục BID bạn thấy này nó đang sai quy đao đang xuống giảm này nó rơi chưa biết đâu là đáy nó luôn này chuẩn bị thùng đáy trước này thì bạn phải cẩn trọng này nó đang quay về lắp gáp dưới vùng giao khoảng bốn sáu năm ấy. chưa biết đâu là đáy nó thì cứ chờ thêm ở đây biết đâu là đáy không không ví dụ nó đang rơi ở đây mà lấy rơi hoài luôn này có biết đâu là đáy đang đánh thủng hỗ trợ đánh đánh thủng hoài khi nào nó tạo đáy thì tạo ra đáy sao cả trước ta biết đâu là đáy và khi có những cái đáy dòng tiền vào đây mới đi mua bạn mua sớm làm gì cũng đang nó đang rơi mà ctg sao y chang bid luôn có tín hiệu gì đâu vào tạo đáy chưa ở đây cũng chưa thấy tín hiệu đáy nhưng ở đây bắt đầu có tín hiệu của cái sự đợi giá chúng ta biết ở đây có đợi giá thôi và phải cho rơi xong bắt đầu là tạo ra đáy sao ở trước gì đó ở dòng tiền vào chúng ta sẽ vào chúng ta múc là điểm mua đẹp nhất đối với CTG eb thì đoạn này nhìn chung cũng mạnh là dòng tiền vào này ở đây cần cái nền kiến tạo số 2 đi lên là điểm mua đối với eb quan sát xem nó cân bằng được hay không đoạn này nó phân hóa cân bằng được và dòng nền kiến tạo số 2 đi lên sẽ là điểm mua đẹp đối với eb đề ban thì giao dịch biên đi ngang tín hiệu gì đâu nó chủ yếu điều tiết phát sinh là chính đấy lbb nữa bắt đầu chuẩn lại đã tăng này cũng chờ sẽ quay này mb này cũng là cái tài số 2 lên test cung khá đẹp này thì kỳ vọng xem những cái phiên phía sau có những cái sự nổ lên hơn hay không thì chúng ta tham chiến bây giờ con này có thể quan sát được nhìn chung mb thì ok nhìn chung cũng khá là ổn ocb cũng nắm giữ được những cổ phiếu thanh khoản bé với là những cổ phiếu hiện tại những cổ phiếu nhỏ nhỏ đang có thế đi lên này nắm giữ mà phiếu này được này tại vì cũng nền kiến tạo số 2 đi lên này cũng đang cũng có thế đi lên cũng nhìn cũng khá đẹp SHB đang thế đi xuống chưa tín hiệu vào dòng tiền vào ở đây khả năng sẽ quay về lắp gáp STB cũng chưa lắp hết gáp này chờ lắp gáp thành công ta sẽ vào Techcombank cũng tương tự như vậy này trên đây vol tăng giá tăng nó bạn thấy cái vol tăng giá tăng bắt đầu sẽ đi ngang lại này ở đây còn cái gáp chưa lắp lại này thì chờ lắp hết những gáp này cái đã tiên phong banh cũng chưa lắp hết gáp này việc cầm bắt đầu nó thủng lên liên tục con to này tạo ra mình vai đầu vai này có khi nó quay về lắp ráp tầng tám mốt luôn ấy chứ nên nhìn chung phải chờ đợi thêm nó với con cách việt cơm nữa nên chưa để mua đâu chờ đợi thêm tín hiệu của nó thép thì sao hbg biên độ cũng khá lỏng lẻo này cái nền kiến tạo số 2 bạn thấy tết cung có đi lên đâu đáng lẽ tết cung này phải đi lên chứ mà sao lộ xuống đây chúng ta phải chờ đợi cân bằng thêm ta mới có điểm mua còn bây giờ đâu có điểm mua hsg này nam kim cũng tương tự vậy này chờ đợi cân bằng thêm thương mại hả World này đáng lẽ ở đây nó bùng nổ đi lên nó mới đúng chứ nhưng bạn thấy bùng nổ gặp kháng cự nó bị tèo xuống mà làm gì có điểm mua đâu ở đây lỡ nó bắt đầu nó mở biên nó rơi về đây thì sao tạo ra hai đỉnh sao chúng ta phải chờ đợi thêm đây nó cân bằng siết chặt von bé lại là điểm mua còn bây giờ làm gì có tín hiệu mua FRT này lên cái vol to đùng giá có tăng đâu khớp lệnh đâu khoảng 2 triệu tăng 3,33 phần trăm trong khi đó những cây này đang khớp lệnh đâu khoảng là 1,6 triệu tăng trần đáng lẽ đây khớp lệnh gấp đôi phải tăng 12 mới đúng nhưng đây khớp lệnh to đồng có tăng đâu là chứng tỏ đây là gì đây là xả chứ đâu phải là đây là là cái điểm mua rõ ràng là ở đây xả rõ ràng nên phải cần xa quay thêm có canh bán thôi mở liều g tương tự này. nhìn chúng đây cũng chưa tín hiệu mua này lên bị bán ngược lại liền biên độ lỏng đảo chưa lên ngay đâu ma xanh cũng gặp lại đỉnh này chưa tín hiệu gì cả bét bạn thấy này nó tăng trần bắt đầu cũng bị giật ngược lại này nên kiến tạo số 2 ở đây bắt buộc phải thành công mới có điểm mua rồi tiếp tục dùng cắn biển đi bạn thấy vót tăng thời gian cũng bắt đầu xả sàn ra này nó lên như thế nào xuống như thế đó thì phải chờ đợi thêm không có tín hiệu mua gmd ở đây nó cân bằng sai quay nó vượt được cái gì ạ à? nó vượt được cái cạn chéo ở đây này đó là điểm mua tại vì trên like của nó trên tăng nó vẫn có thể đi ngược lại thị trường được con này có thể lưu ý được này cái nền của nó cũng xây khá vững ấy hh thì vô nó to thì cái thế của nó đi lên sẽ hơi khó phải chờ cân bằng thêm còn dọc nhiệt liệu xây dựng thì cái thế của nó ở dưới không à? vlcg này ở thế dưới không làm gì có điểm mua đâu vcg nó chưa xây được cái nền số 1 hướng chi nền số 2 cách B tương tự này FCN miên lỏng này nhìn chung dòng dịch tiểu xây dựng là dòng xấu nhất nên chưa có đồng địa tới dòng này được dòng dịch mai đoạn này có vẻ đẹp như tên là này nhưng đánh lên văn to đồng giá không tăng chứng tỏ đây phong mô này sẽ cần phải quay thêm GIL cũng tương tự như vậy này dòng tiền vào này gặp lại ngay cản chưa tăng trần được phải xoay quay thêm phải nên kiến tạo số 2 trên đây mới là điểm mua còn chắc bạn thấy kiếm các cổ phiếu nền kiến tạo số 2 đi lên và nó dòng tiền vào thì nó hiếm trên thị trường này rất hiếm luôn điện, điện thì con ghét thì sao? đây nó lên tạo nền kiến tạo số 2 là có lên được đâu, nó vẫn sai quay xe quay ở dưới mà, mà có thể quay đâu nó giảm cũng có thể, nên chung thì chúng ta phải chờ tín hiệu tiền vào, bc mỏng tương tự vậy này, biên lỏng lẻo cái này làm sao lên được? bảo hiểm thì có mg này, cân bằng khá tốt này nếu đây dòng tiền vào bạn lưu ý đánh con g được đánh nhịp chạy rút của nó giống như vgi thì tại vì cái nền gì nền tảng tích lũy của nó dài này con này vẫn có thể đi ngược lần này nên lưu ý giờ nha dòng tiền vào nổ lên bạn vào bạn đánh được con này đang tạo ra nền kiến tạo số 2 ấy, khá đẹp 10G đẹp b phát thì biên độ lỏng lẻo thì chờ đợi thêm này bmi cũng chờ đợi cái nền kiến tạo số 2 ấy, như ghi này nhưng mà đánh đánh mg con mạnh nhất của dòng bảo hiểm nếu đánh đánh con này có dòng tiền vào lưu ý con mg khu công nghiệp IDC GVR các bạn thấy đánh có đánh lên nổi đâu nền kiến tạo số 2 này có dòng tiền vào đâu IDC này đánh biên độ lỏng đẻo này khi nào dòng tiền vào là điểm vào múc IDC này cái nền này cũng là nền kiến tạo số 2 ấy, trên lại tăng ấy. nên phải chờ đợi xem có dòng tiền vào không KBC SSC này nhiều ông hôm trước nói ở à, thị trường này thị trường nó đạt đỉnh như có IDC đánh vượt đỉnh con này bạn thấy là đánh vượt đỉnh nó bắt đầu nó tèo lại nó rơi ngay thì rõ đây là phân phối hay là là tích lũy rõ ràng đánh phải đánh lên luôn không dầu tư mua giá thấp cho lại mua giá thấp luôn thì rõ ràng đây là nó phân phối rồi bạn thấy đây con S&C đánh ảo lắm dòng tiền vào cái này bắt đầu nó tèo này cứ nó nổ lên cái lẫn chết à. nổ lên cái này nó rơi này ngay cái đỉnh phía trước của nó cũng có cây nổ y chang vậy đó. nè nó nổ lên cho bạn mua lại giá thấp này nó cho bạn mua lại giá thấp này bạn đủ hiểu là nó có rơi hay không rồi cái dòng tiền vào cũng to đùng tăng trần đấy nên bạn phải hiểu một cái bối cảnh là như vậy phải luôn luôn là tuân thủ quản trị rủi ro chứ đừng cố gắng kiếm lợi nhuận. thì nhìn chung mình cũng đã đi sơ lược qua dòng thị trường thì các cổ phiếu mà nó đủ điều kiện của mình thì nó chỉ điểm trên đầu ngón tay thôi chứ nó chưa gọi là nhiều cái mã cổ phiếu để mua lắm, còn cái Dow Jones tăng thì mình cũng không có gì mà mình thấy nó cũng chưa gọi là giúp cho thị trường ta nó bật tăng lên một cách mạnh mẽ được. Và bạn thấy Dow Jones rơi từ 40.000 rơi về ba mươi mấy ngàn, 37.000 nó gặp lại gáp bật tăng như bình thường chứ nó có gì đâu. Và Dow Jones thì chắc gì nó đã có thể bước vào cái đà tăng lâu đâu, có thể đây nó phải test lại đáy hai rồi bắt đầu đi lên ở đây nó tạo ra minh trách và vẫn có đợi đi xuống nên chúng ta phải chờ đợi thêm cái tín hiệu còn đó mình thì mình cũng không quan tâm đâu son lắm mình chỉ quan tâm về cung cầu thị trường thôi và hôm trước mình phân tích rồi ở đây là một phân phối ví dụ như ở đây nếu là cây đủ bỏ, thì bạn thấy rõ ràng rằng nó phải đánh thổng hỗ trợ thì những cái ông ấy mà kẹp hàng trên đây này ông mới nhả hàng ra tổ chức họ mới hốt được cái lượng hàng sau đó họ kéo lên trở lại đầu tư mua mua giá cao và muốn cho mua giá cao phải kéo lên luôn mà ở đây bạn thấy một cái test test lại cầu không thành công này cầu có vào đâu quay lại nó bị đặt ngược lại liền vô nó bé tí à chứng tỏ cầu không vào còn vào đây bắt đầu sẽ quay thêm một vài phiên thì nó có thể mở biên rơi còn theo vít ai thì mình thấy thì rõ ràng ở đây này nó đang tạo ra điểm sâu sâu thì ở đây các bạn thấy nó sẽ đi lên ở biên được vùng giá khoảng 1281 ấy. đến cái vùng 1258 là cái biên xa quay của bên phát sinh ấy nó có thể là giật lên vùng giá 1281 bắt đầu nó đạp lại đó nó giật lên cái nó đạp lên kiểu như là ví dụ như nó đạp lên trên cái nó đạp xuống cái rồi bắt đầu lên trên cái nữa thì nó sẽ mới bắt đầu đi xuống luôn đó nó sẽ tạo ra như thế thường thường nó sẽ như thế bên phát sinh nên nhìn chung ấy là cái kịch bản nếu ấy mà nó đúng thì thứ hai mở gấp úp bắt đầu xa quay xa quay trên đây nè biên cũng hẹp 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 thôi bắt đầu cuối phiên đạp ngược lại trở lại rồi bắt đầu về phiên sáng mới bắt đầu mở biên nó rơi nhìn cho mình dự kiến là như vậy đó à, còn bây giờ mình thấy chúng ta chưa ổn thì mình chưa vào quan điểm mình rõ ràng rồi khi chúng ta tiền vào mình sẽ vào còn tiền vào chưa vào mà ở đây xác sức 50 50 thì mình không đánh bạc mình chỉ đánh dựa vào xác sức thôi chứ mình chả bao giờ mình cược với thị trường này ở đây cược nó lên cả tại vì mình thấy nó thế nó xuống nhiều hơn còn các bạn nào thấy lên thì bạn vào bạn múc trước còn mình mình luôn luôn đề sợ cao sự an toàn sai quay dòng tiền nổ vào mình múc thôi cứ dòng tiền nổ lên mình múc cứ dòng tiền nổ lên mình múc búng phơ mình múc mình chả ngại mua về giá cả mình quan trọng là cái thời điểm mình mua và cái xu thế mình mua mình mua theo kiểu an toàn chứ mình chả mua theo cái kiểu gì à cái kiểu gọi là 50 50 đây nó sai quay này vào các bạn múc đi điểm nào trả lãi thiếu gì cơ hội bằng đầu tư còn lỡ đây này nó không nổ lên này nó sai quay nổ xuống như này thì sao thì ở đây ai mua trên đây kẹp hàng hết và không xử lý kịp và không quyết liệt sao đi luôn cái tài khoản. Đó nên vì sao mình phải chọn một cái gì cái nền tảng đủ lớn. Tại vì thị trường chúng ta tăng theo quy luật nguyên kết quả tích lũy lớn nó mới tăng lớn được. Ví dụ ở đây bạn thấy tích lũy nhiều này, nó mới mới tăng gì à? Nó mới tăng được nhiều lên tới đây. Tích lũy nhiều nó tăng lên tới đây là quá hợp lý rồi này. Là đây phân phối luôn cũng hợp lý luôn nữa. Đúng dạ Tích lũy nhiêu đây lên tới đây hợp lý rồi. Tích lũy nhiêu đây thì nó lên được nhiêu đây. Hợp lý rồi. Bạn thấy tích lũy ngắn tăng ngắn này. Tích lũy ngắn tăng ngắn này. Còn tích lũy dài sao ạ? Nó sẽ tăng dài các bạn cứ đo đi, tích lũy ngắn tăng ngắn, tích lũy dài tăng dài. Tổ chức gom càng nhiều hàng đó lên càng nhiều, còn tổ chức gom ít hàng thì sẽ đánh lên ít. ví dụ vì sao có chu kỳ tăng giá mạnh như này? Thì đây là vùng tích lũy của sẽ quay này, đây cú spring rũ bỏ khi Covid xảy ra này mới bước vào chu kỳ tăng tăng mạnh như này. Còn năm 2000 mấy à, 2018 tại sao tăng mạnh như thế? Tại vì đây bạn thấy tích lũy dài không? Tích lũy dài này. Tích lũy dài nó mới tăng như thế chứ các bạn thấy dễ gì nó tăng như thế này. Đó, còn đoạn này nó có tích lũy đâu, nó tích lũy đây, tăng nhiêu đây hợp lý rồi. Nếu mình đọc lên đọc là phân phối chứ chưa vào tích lệ, chưa gọi là vào firm và nếu về trung hạn thì xem chặt từng nó này các bạn thấy đây đi là cái điểm bán vòng cũng khá to này cũng tạo cái nến cục đầu hai cây từ chối tăng giá này Đường thường thường hai đến ba cây từ chối tăng giá thì chúng ta xấu là phải đẹp đâu đây là một cây từ chối này hai cây từ chối này từng sau từng mở biên giảm này nó là như vậy còn đây bạn thấy đi đây SCDR DST thì ở đây nó còn thiếu cái điểm gì điểm spring ví dụ spring về vùng giá khoảng 1.100 là đẹp đó là có thể thấp hơn gì đó nhưng quan trọng phải có những cái điểm Ring chứ về trung hạn thấy nó phải có pha rũ nữa nó mới vào một cái pha tăng cực kỳ mạnh của thị trường và mình đánh giá rằng cái pha phía sau đó nó nếu ở đây nó đạt đỉnh nếu mà nó đạt đỉnh về trung hạn thật cái pha phía sau đó, thì nó là sẽ là cái pha gì à? nó rũ bỏ vào, vào mà vòng cái pha gì à? tăng mạnh nhất đó cái pha này nó mới là cái pha chúng ta đánh chính đấy chứ không phải là cái pha mà cái pha trên đây đâu pha anh đây có gì đâu chúng ta đánh chúng ta phải chờ cái pha sau để dành tiền cho pha sau chứ thì chúng ta đánh chúng ta lỡ kẹp trên đây hết lúc thì chúng ta tạo đáy chúng ta chẳng còn tiền đánh cái pha sau đâu nên mình kỳ vọng cái pha sau mới là cái pha mình đánh tất tay còn cái pha này thì mình sẽ không đánh tỷ trọng nhiều và nếu thị trường ta lên thì nó không có tích lũy mình sẽ không đánh nhiều ở cái chu kỳ này mình nhìn chung mình nhìn dài dài ra tí theo VTA thì mình nhìn nó phải có pha rũ nữa rồi thì đó cái quan điểm của mình thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe một kênh còn các bạn còn thắc mắc gì các bạn có thể là comment ở dưới video này để mình có thể là hỗ trợ bạn một cách tốt nhất còn bạn nào chưa vào những room cộng đồng ấy thì bạn vào room cộng đồng để các bạn có thể nhận những cái khuyến nghị hàng ngày của mình à, khi nào có tín hiệu đẹp thì mình sẽ khuyến nghị các bạn để các bạn có thể là cân nhắc lại thị trường hoặc có những cái sự thay đổi quan điểm thì mình sẽ nhắn cho những room cộng đồng đó thì muốn vào room thì các bạn chỉ cần vào đây này đó rồi các bạn vào những cái phần gì ạ à? dưới cái phần bình tờ bình luận này này đó bấm vô là bạn sẽ vào được room cộng đồng đó, đó các bạn nào muốn tham gia những cái khóa có thì dưới đây cũng sẽ có những khóa có chim cho bạn tham gia một lần nữa thì cảm ơn bạn lắng nghe một kênh các bạn nhớ bấm like cũng như chia sẻ kênh để mình có nhiều động lực ra hơn để mình có thể ra được những video mới rồi cảm ơn các bạn